đồ mẹ ơi chứ không. Lễ chưa đúng giờ, xuân lực cơ duyên đại đồng. Con muốn qua lễ giáo mẹ mẫu tung di. Mẹ thương các con dạy con học nên người. Lễ nghi học trò ta đang bái lễ. Các con phản lực kêu lên. Linh căn con mẹ lễ giáo trung nguyên. Các con chưa lực quyên dọa tương không trần. Ngày qua mặt lễ giáo cung ngọc lễ phượng đình. Phạm lực chúng con. Trời ơi, 9 giờ rưỡi là khách đông ghê các bạn ơi. Quá trời luôn, bữa nay rồi. Quá đông rồi, vô chư thần trên đê cha Ngọc Hoàng và mẹ Diêu Trì. Đây là chủ quyền cũng vậy. Không còn chỗ luôn. Đoàn của cô Tư đến chỗ mẹ Diêu Trì Phật Lẫu để cúng nè các bạn. Hồi nãy ở trên cửu quyền có hai chị là có căn mà khai căn đúng chỗ trên đó là không đúng đó các bạn. Hai chị đó phải xuống chỗ mẹ Diêu Trì Phật Mẫu khai căn rồi. Giờ cô Tư dẫn hai chị đó xuống đây nè các bạn. Dẫn xuống chỗ mẹ Diêu Trì Phật Mẫu nè để cho hai chị đó cúng và khai căn cho hai chị đó luôn nè các bạn. Các bạn theo dõi nha. Thank you.
kim nghe chi tặng mô xin thật mà sĩ mà mình chia sẻ với cô chú anh chị các bạn, nếu ai mà có căn của mẹ của cha mà không đi xả căn như vậy các bạn, là trong người nặng nề nhức đầu nhức cổ khó chịu lắm các bạn, mà đi xả căn như vậy đó về là sẽ khỏe nha các bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi ngồi dưới đây niệm Phật cẩn đạo trong cha mẹ hầu cũng mới chọn mình
về đất liền con làm vô hết nước sông ba đi ra trận chiến tì ba chị tầm mạnh đi thăng con chiến hô sinh mạnh tặng an ba hô sinh tặng a buồn đi xin tẩy hạn khổ hô sinh mòn lì a a hô sinh tẩy ngu mẹ ấy đi nào đi phải đỏ nào đây nào đây út đi với cô Tư nổi đi hôm qua rồi bán để cha Võ Tư Phong ba gia trận kỳ bá, cảnh mẹ mẫu linh sơn thanh mẫu cầm cờ, võ tướng nữ tư phong trào ra cù đờ, ban phù mệnh cảnh tặng phù đi, sẵn bộ vật lý tặng hạt phổ xịt, mẹ tặng hạt được đi an phù. Tay hạng phổ để mít tay có ly hạng phổ hiện dân ca ân ký do tướng phong trần ngày sinh đến ngọc đế thương đình chứng đi đi bàn số linh đăng trở về 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 cung đại đồng con gồng chào thiên ca phù hô sĩ an phù liền thầy mẹ cho tư bệnh tình về cung thao đạo cho niên cũng về phật mau chứng tri tăng tiền nước bạch thị cam lồ băng gáy trăm ho hằng xin đến thiên mẹ dài căn bệnh trần hằng linh cha xuống trần miền con xin thiền mẹ lên sơn thanh mẫu chứng lòng hài nhi cơ đau mẹ chưa giao ước vụ kỳ hương tây an cực lạc đạt thành cũng nhi ngày nay con xin bái mẹ trần nhi các căn con mẹ già đi học về cung xin nước bạch thị cam lồ ngày 11 tháng 2 căng tiền đọt nước được bình yên hỏi căng đại đồng nước mẹ ban xin trận phòng linh căn về cùng với mẹ nước ban hồ điền con xin quan lại nước bạch thị mẹ hiền ban giải bố miền cho giải dệt bệnh chúng sanh con xin bái cung di phật mẫu chân ni võ tướng phong trần cũng độ phần dễ cầu xin mẹ ban nước giải bệnh cho tất cả đại đồng phong ba khổ mại con lại miền chân tri một lòng theo gốc chân lý đại đồng trung ương mẹ ơi vì con thương chúng sanh ở trần hồng vì trần hồng chưa theo đúng lối của mẹ quy
con lại mẹ chứng tri lòng con nhi đồng xuống thế. Đại mượn xác cần miền ra cu nước giang hạ. Dập đầu con lại mẹ cho đổ cho quần sách. Nước mẹ bán cho chúng sanh uống vào bệnh dệt. Gài căng triền cho đất nước Việt Nam. Dập đầu con bay là tạ phụ vương Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng trí hài nhi nhỏ. Mượn xác trần hồng gieo dòng hạt giống mô ni. Mẹ ơi mẹ thương con ở trần hồng. Quần xanh còn khổ mãi chúng trần chưa ai biết làm tròn sứ mạng ra đi. Dập đầu con lại Ngọc Đế Phượng Linh. Tôi xin mẹ mẫu chính tình đại đồng chúng. Cúi xin Phật tổ ban dạy căn tiền thập phương đây khổ tình thương một lần. Cúi xin hoàng mẫu trên cung lại cha lại mẹ con chung quy đại đồng bốn miền tại an cực lạc thương dòng. Con rồng đảo tiến xuống trần để quá độ quần sanh. Xin mẹ thương tới tất cả chúng sanh. Cho năm nay xin đại đồng hết bệnh dệt trần ấy. Không thì thấy khổ trần ái con đau lòng. Cúi xin Phật mẫu chứng cho thuyền rồng. Gia khơi cứu độ trần ấy đảo đây. Thiên cộng sở linh linh hiện hiện. Lệnh cha hoàng đại tiện võ tướng phong ba. Cha ơi cha ta liền trần hà. Chúng sanh hết khổ bệnh sợ đồng không lỡ gì. Cuối sinh con lại Phật mẫu chứng lòng. Dập đầu gian gái trần hồng hết bệnh ngay. Cha ơi cha kẻ trần ái tình đầy dặn. Giai mẹ cha xin mẹ thương con còn nhỏ trần hồng. Để con xin cho bọn đạo trần hồng hết bệnh dệt cho chúng sanh. Bệnh này cha mẹ đã ban ra. Con xin cha mẹ tha thứ trần gian mà không liệt. Con xin tăng thần khổ đêm lễ tặng hạ xin lễ bái từ của thiên cung. Dân lễ thầy đóng vai là từ cũng gì con xin lại cha chúng đi lòng. Xin đây xin tất cả trần đồng. Xin cho bọn đạo nơi con gồng đạo tiên. Yên đây con mẹ xuống hóa lâu. Hạ bút khí cỡ đạo tiên bình dân. Lãnh lại bái lời quý con thành lực. Trên cô hai cơ quan chuyện ngoài. Lên 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 l
Mẹ thương các con dạy con học nên người. Lễ nghi học trò ta đang bái lễ. Các con phạm lực kêu lên. Linh căn con mẹ lễ giáo trung nguyên. Các con chưa lực quyên dọa tương không trần. Ngày qua mặt lễ giáo cung ngọc lễ phượng đình. Phạm lực chưa con? Phạm lực chưa? Lễ mẹ cho đúng nghĩa phu thê. Con phải lại mẹ đàng hoàng lễ đúng nghiêm. Lại trò ta còn phải lại mấy mẹ cung trần. Các con muốn qua lễ giáo hồng trần cung phật mộng. Xin đức cha ngọc hoàng ban điển quyền lực. Xin mẹ mẫu diêu cung ban điển cho bác trò phải làm đúng lễ. Lực thiên khó đấy. Các con muốn làm việc cung đình phải nhìn thiên rồi mới làm được đúng định của trần thế. Linh căn phải nhớ mẹ trên thiên. Mẹ đứng chờ con hầu cung làm trọn đạo. Linh căn phải nhớ mẹ hiền. Lễ nghi khang trang rồi mới ra lực học trò. Nếu con nào phạm lực thiên để cha mẹ xử án vũ tòa tạm quy. Lực thiên không nhường nhịn. Linh căn phải học trò phải đúng trường ti. Hỏi linh căn con mẹ về đây quy y theo thầy tổ. Hỏi linh căn nào muốn đổ phải học lễ khang hoàng. Lệnh thiên là cao thượng trên đàn. Còn con của mẹ còn lễ giáo cung nghênh. Các con của mẹ phải đứng năng đình. Làm đúng thật nam nhi là con học lệnh. Bé nhi ta còn phải hầu cúng. Còn lĩnh căn không được quyền phản lực. Xin mẹ nhẹ phần. Mẹ thương con. Mẹ cho con còn nhỏ. Xin mẹ nhẹ phần cho linh căn linh tử. Hỏi linh căn linh tử trần miệng. Phạm lực thiên là khó tha dòng nguyệt châu. Linh căn linh nữ. Nam nữ phải lễ nghi cung nghịnh. Lễ từ thủy. Học có lực có y. Có thiên có đại có thường. Có tâm trí huệ mẹ chùa gây sẵn trên cung. Cha mẹ ở trên cung dòm xuống tháo vỏ. Các con muốn bỏ mẹ qua lễ giáo dòng trung hiếu. Tử ân con làm tròn sư mặt. Nếu con nào theo mẹ trên cung son ngọc quế thượng đình. Phải làm đúng nghi trường thi học lực. Bậc anh tài phải ra ngày có lễ. Đúng trường đạo tâm rồi phải học lại thâm thâm. Mẹ ơi thương cho nhi đồng xuống thế. Học theo mẹ mà dạy trò chưa được đúng lễ tam quy. Lực thiên phạm lực mẹ khi bản dặn. Xuống bút kỹ cơ không còn đàn nào phạm lực trên cung. Xin mẹ thương con để ghi vào trong ngục. Trong cơ sổ bản vàng của mẹ cho ghi bản ngọc cũng ghi. Ngọc đình là cha đà cho con đi học. Nay dạy trường con cháu không biết mở tháo tu hoa. Tu mà không biết kẻ trước người sau. Tu phải biết tôn trọng người nhau là thương kẻ tà mỹ. Thương ta là ta còn phải hầu kề cũng mỏng.
Cổ cụ đã mượn sát gần miền, thượng con dạy bảo trung niên, hai tay không là dòng sông Nguyệt Châu của mẹ ban rành vực. Xin mẹ tha thứ cho các nhi đồng còn lỗi đậu trên cung. Mẹ thương con, mẹ dạy con trung quy trường lớp, để cho nam nữ phải lớp lan đàng hoàng. Học lịch thiên phải học là cắn học hầu kề, phạm lực thiên khó mà về Tây Phương cực lạc. Đạt với thành mẹ đã cho thiền gầm nên học lớp, tại sao bắt con lỗi đạo với cung trần? Lĩnh thiên và cáo đại phật, mẹ ơi mẹ thương con học để không chừa cho các căn công của mẹ có ghế dự trường thi. Nhân trần nghĩ phạm lực với mẹ trên cung, mẹ ơi mẹ thương con dạy bảo hiếu trung tròn lòng, lễ nghi con bái mẹ cung trần. Học phần phải có lớp có lớp, đừng nghĩ tài ra mà đàn đấy sẽ đứt. Con cung kính lễ mẹ tiền tha thứ cho các linh căn. Con đi cầu xin cho đất nước Việt Nam an lạc thay bình, mà linh căn chưa thấy con hành trình là lễ bái cung nghinh, đến cung đình ra trường thi học lĩnh. Hỏi linh căn ơi nam nữ dân thử ti thử, con có lớp có lan, học phải biết kẻ trước người sau, giải trường mà ở nhau đau lòng con của mẹ. Mẹ ơi con trình mẹ tha thứ cho mấy nhi đồng, từ nay các con của mẹ chung trường chung lớp, đừng để phạm lực thiên của Ngọc Đế thượng đình. Ta đã nhìn chặt thẳng tay rồi, hài nhi ta xin cho đừng để nhòi căng trần thế, lập công trở về học để thiên cẩm sơn là đại thừa. Linh căn phải biết chừa ghế ngồi danh dự, tự làm tự chịu phạt hành là do tiên phạt tinh. Cung nghinh đại lễ trường thi, mẹ cho ghi bản vàng vào trường thi đại trùng trung hương đại quốc. Linh căn con mẹ gác mà học cho đến nơi ngày chúng về cung son của mẹ. Mẹ đã dạy con đã làm tròn sư mà, con xin mẹ tha thứ cho mấy nhi đồng. Mẹ ơi mẹ có mấy nhi đồng còn thờ giảng, con dập đầu cuối lại xin mẹ còn có quốc thống dân thương. Đừng để cho trò lan mà để phạm lực đi nào. Mẹ ơi mẹ thương con dạy ngày ngày kiếm thắng, để tăng tiền trở lại thiên cung. Hỏi linh căn con mẹ gắng mà trung bước trung quy, trường thi không thấy mà cây cài lúa dốc lọc đâu. Phạm lực gọi ai sinh làm con làm dâu đâm hò, nên con phải dạy trường thi này phải nhớ là có lớp có lan. Đàn kêu tích tịch tình tán, mẹ ơi dạy bảo con cho được là Tây An kêu gọi trần ngọc. Xin mẹ tha thứ cho mấy nhi đồng nam nhi còn chưa có bậc tài năng, nữ tướng chưa học lực đủ tài, gia còn biểu nhi kia gia võ tướng không đầy. Mai sao phải lớp có ngày có lớp, học chung quy phải y lĩnh của cờ đồng, vào ao thất vũ kỳ hương là về thiên tẩm sơn nhận lĩnh. Con xin mẹ con dập đầu gian gái mẹ ban co tất cả đại đồng. Mẹ ơi thương cho con của mẹ, xin cho tất cả chung quy. Y lệnh này con sẽ dập đầu gian xin cho tất cả thiền tầm của mẹ. Mẹ ơi mẹ thương con khách nhi nhỏ còn nhỏ mà ra làm phạm lực mẹ thiên, mẹ chứng lòng cho con là hồng nhân. Xin mẹ ban cho các con về đây sẽ từ bi tu hiền theo đường thiền của mẹ. Cho từng nước A Di Đà Phật. Mẹ ơi cho mấy hài nhi có lỗi điều chi,
cha mẹ cũng ban quyền di cho được từ nay không phạm lực thiên đài. Cha mẹ tha thứ ngày ngày sẽ mở trí quan, học cho đúng lớp đúng đường, đừng làm tài sẽ khổ mãi như thế. Nam mô Đức A Di Đà Phật. Tạ ơn công đức. Nam mô Phật. Mẹ ơi cho con xin nước đặc hỷ. Mẹ cho các căn về uống được tiêu tay chứng bệnh. Mẹ ban phúc lực cho căn tiền, cho con xin mẹ cho thiền. Con của mẹ về trở về tu hiền, không để biết trước người sau, nay biết lần là căn con của mẹ về đây. Một chung tay chung quy chung góp, chung trường học được giọt giang không còn làm con sứ mặt. Nam mô A Di Đà. Gỡ khẩu trang rồi. Chuyện mua nước, con cái nước không? Có cái cho nước nào không? Cái nè. Ở xuống dưới rồi để xuống dưới nước còn không? Anh cho nước thôi. Kêu có. Có chưa? Cũng kinh ông hai tuổi cứu tay mình chia sẻ cô chú chị các bạn thì sau cái buổi hầu lễ của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu thì những phần linh căn thì trình xong rồi thì sẽ khỏe khoắn và đi về đó các bạn. Thôi video cũng dài rồi, đến đây mình xin phép cô chú chị các bạn mình kết thúc cái video tại đây. Cô chú chị các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Mình xin chào, tạm biệt. Bye bye.